York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khema thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Dija Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng. Tinh cần trong thiện pháp, một pháp có nhiều tác dụng sẽ do tọa pháp tân giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Quý vị đợi chút nha. Nam mô Bụt-ha-ya. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành. Nam mô Bụt Tha. Sau đây chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha. Kính bạch chư, kính thưa Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ qua cái bắt đầu bản tin kinh thập thượng. Trong cái bài kinh thập tự hôm nay thì
chúng ta học duyên duyên sự của bài kinh. Và cái bài học đầu tiên của chúng ta là học có nhiều tác dụng. Trong Phật pháp thì pháp nhiều tác dụng, nó có nhiều nhiều ngoại kinh, từ một chi cho đến nhiều chi. Nhưng mà trước tiên thì trong cái đề tài, trong cái chủ đề là pháp có nhiều tác dụng, tôn giả Sariputta ngài đã nói đến một pháp có nhiều tác dụng và đi kèm theo cái đoạn đi kèm theo một pháp này, chúng ta có hai bài kinh được trích ở trong Tương Ứng Bộ. Với Phật ngôn Đức Phật đã dạy về cái sự tinh cần, thì ở đây Thượng tọa Giác Đẳng đã trích dẫn để chúng ta làm bài đọc, và hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải ý nghĩa này. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, luôn cả cái bài kinh được trích dẫn. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Xin mời Phật tử MC. Nam mô Bổn Thầy. Con kính tri ân Thượng tọa Tại Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ thưa, bây giờ thì con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Kinh Thập Phương. Tinh cần trong thiện pháp, một pháp có nhiều tác dụng. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn trú ở Khampa, chim bà trên hồ bơi Gara, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi Tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả tỳ kheo, thưa hiền giả, các vị tỳ kheo ấy đáp ứng Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thập tượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi hiện triền trược. Một pháp, này các hiện giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Bất phóng vật đối với các thiện pháp, đó là một pháp có nhiều tác dụng. Hai bài kinh sau đây trích từ Tương Ưng Bộ với Phật ngôn dạy về pháp tinh cần không phóng vật. Ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua
Basenadi, nước Kusala. Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc đời sau? Thưa Đại Vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì? Có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Quý vị đợi chút nha. Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì? Có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Bất phóng dật, thưa Đại Vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Thưa Đại Vương, cũng như con voi, trong tất cả các loài hữu tình có chân thu tóm tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó, và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả các loại chân. Cũng vậy, thưa Đại Vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Ai ước nguyện tuổi thọ không bệnh, có diệu đắc, được sanh lên thiên giới, sanh các nhà quý tộc, được liên tục tăng thượng, tinh tấn không dừng nghỉ, người hiền triết tán thán, hạnh lành không phóng dật, đối với những người lành làm các hạnh công đức. Người hiền không phóng dật được cả hai lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc chân hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. À, đời sống phóng dật, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về trú phóng dật và trú không phóng dật, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là trú phóng dật? Ai sống không nhiếp phục nhãn căn? Này các tỳ kheo, thời tâm người ấy bị ô nhiễm đối với các sắc vô mắt nhận biết. Với người tâm bị ô nhiễm, ô thời không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không khinh an nên khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không thể định tĩnh, do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ, do các pháp không hiển lộ, người ấy gọi là người an trú phóng dật, nhị căn, tỷ căn. Thiệt căn, thân tâm, ai không sống nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm bị ô nhiễm, ô thời không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, không có khinh an nên khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định tĩnh, do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ, do các pháp không hiển lộ, người ấy gọi là người an trú phóng dật. Như vậy này các tỳ kheo, là an trú phóng dật
Và như thế nào, như thế nào, này các tỳ kheo, là an trú không phóng dật, ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị ô nhiễm đối với các sắc do mắt nhận biết, với người tâm không bị ô nhiễm thời, với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh, do có hân hoan nên hỷ, nên hỷ sanh, do có hỷ sanh nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm lạc thọ, với người an lạc tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiển lộ, do các pháp được hiển lộ người ấy gọi là người trú không phóng dật, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô đối với các pháp do ý nhận biết, với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh, do có hân hoan nên hỷ sanh, do có hỷ ý tâm nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm lạc thọ, với người an lạc tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiển lộ, do các pháp được hiển lộ người ấy được gọi là người trú không phóng dật. Như vậy này các tỳ kheo, là trú không phóng dật. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Cha, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sankha Cha. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông của Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như hôm qua chúng ta đã biết bắt đầu là giáo trình của bắt đầu cho một cái bài kinh mới trong một loạt giáo trình của kinh Trường Bộ này. Thì phần giới thiệu của ngày hôm qua đó thì đã nói đến những cái pháp đặc điểm của những cái pháp mà trong nội dung của bài kinh này. Và hôm nay đó thì chúng ta học một cái pháp đầu tiên, một loạt pháp thì gọi là có nhiều tác dụng. Thì ở đây đó là một cái pháp đầu tiên, đó là pháp có nhiều tác dụng. Trong cái phần chánh kinh á, thì chúng ta thấy có một cái câu Phật ngôn ngày xa lời Phật ngày dạy rằng appamado kusale thamme su ayang eko thammo bahukaro, có nghĩa là không có phóng dật hay là không dễ vui trong các cái thiện pháp, trong các thiện pháp là một pháp có nhiều tác dụng. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy ở trong nội dung của bài kinh này thì gọi là các ngày dịch là không phóng dật. Thì sự thật ra cái chữ appamada thì chỉ cho cái nghĩa đó là chỉ cho cái sự không dễ vui, không có bê trễ, chểnh mảng hay là bỏ quên các cái phận sự. Còn có một cái nghĩa nữa là không phóng dật. Không phóng dật. Thì phóng dật ở đây thì quý vị biết đó là một trong những cái sự hiểu, đó là cái sự bị tán loạn tâm. Tâm không có định trú được, bị tán loạn.
Cho nên nó trái ngược lại với cái nghĩa là dễ vui, tức là pamada, pamado, có nghĩa là dễ vui hay là phóng dật. Thì như vậy thì vì sao mà ngài ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng dễ vui hay là phóng dật là một pháp có nhiều cái tai hại, trong khi là không dễ vui đó hay là không phóng dật là một pháp có nhiều tác dụng. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng là trước nhất là mình nói đến cái sự mà phóng dật, cái nghĩa của sự phóng dật. Bây giờ mình trong cái đời sống hàng ngày như vậy, một người mà học hành cái nghề nghiệp của mình, nếu mà mình có sự chú tâm đến một cái gì mà ông thầy ông truyền đạt mình, thí dụ như mình nói một cái nghề phổ thông nhất là cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ hay là cái nghề gì đi nữa, nếu như mà mình có cái sự chú tâm thì một thời gian sau thì cái người đó họ rành rỏi về cái nghề đó. Còn có những người đó thì họ không chú tâm, làm chỉ làm thôi chứ không có chú tâm vào cái công việc đó, để ý từng ly từng tí trong một cái sự chú tâm của mình vào trong cái việc làm của mình, thì suốt đời họ không có tiến bộ gì hết. Giống như chúng tôi thấy rằng có những cái anh chàng phụ hộ thì suốt đời cũng là phụ hộ, trong khi là có một số người ban đầu vô làm cái luật của người thợ hồ thì thường là không ai mà vô mà xây liền được đâu. Họ phải phụ hộ một thời gian, thì thời gian nó ngắn hoặc là dài đó là cũng do cái có cái sự cố tâm chú tâm miệt mài cố học của một cái người làm công đó, thì họ mới có thể, người công nhân đó họ mới có thể là trở nên thợ hồ được. Cũng như vậy, giống như người thợ mộc, mình thấy rằng cũng nhiều khi làm những cái đồ thô rồi làm những chuyện đơn sơ đó, bào chuốt chỉ như vậy là được. Nhưng mà nếu mà đi vào trong một cái chi tiết nhỏ hơn để cái món đồ nó tinh xảo hơn thì rõ ràng là cái người đó không làm được. Thì đây là cái sự mà do không có sự chú tâm trong cái sự học nghề của mình. Bây giờ là mình nói đến cái việc mà chúng ta thấy rằng là nếu một người mà học văn hóa, học chữ, học các cái kiến thức đó, nếu mà mình không có cố gắng để mà mình chú tâm trong cái sự tìm kiếm của mình. Bởi vì ngay cả mình học phổ thông thì mình học toán, học lý, học hóa, hay học văn gì đi nữa, học địa, học sử gì đi nữa, thì nếu mà mình không có cái tâm của mình bị phóng dật á, thì mình không thể nào học bài nó dễ thuộc. Và ngay cả những cái công thức của toán, công thức của hóa hay là công thức của vật lý, tất cả những cái công thức đó nó, chúng ta không có thể nhớ được những cái công thức để chúng ta làm một bài toán, ví dụ như vậy. Thì do là gì? Do không sự chú, không có chú tâm trong đó, không có trụ tâm trong đó, như vậy là phóng dật. Cái ngỡ đó là cái người học Phật pháp của chúng ta cũng vậy đó. Cái chúng tôi thấy rằng ngày xưa mà học ở dưới ở các cái môi trường, chúng tôi có những năm mà học ở chùa Sư Lý ngày xưa mà thượng tọa Tề Siêu dạy đó, thì chúng ta biết rằng là lên lớp học có những vị sư thì nói chung là cũng không thích học, tới giờ học là kiếm kiếm việc gì đó là tránh cái giờ học. Nhưng có vị sư thì cũng chú tâm học, để cái khả năng học của cái người mà tiếp thu đó, những vị sư, những cái người học ở trong lớp, thì cái sự học đó, mỗi người có cái sự tiếp thu khác nhau, hiểu bài và nhớ bài nó khác nhau. Nhưng mà cái việc mà mình học Phật pháp đó, mình cũng phải có cái sự chú tâm trong đó để mình nhớ, mình hiểu, nghe giảng hiểu,
là do nhờ nghe giảng, nhớ là nhờ mình cố gắng mình học. Thì trong cái điều này đó, do mình sự nỗ lực mình học. Thí dụ như mình chia ra cái thời gian, mình ban ngày thì mình lên lớp mình học, nhưng mà ban đêm đó, mình về phòng của mình đó, thì mình cố gắng mình học thuộc, hoặc là mình suy nghĩ, mình suy luận, mình chú tâm, mình nghe giảng ở trong trên lớp. Đến khi mà mình về nhà đó, về phòng của mình đó, thì mình sẽ suy luận, suy nghĩ cái điều đó. Rồi khi mà mình lên bài á, thì mình sẽ có đạt được những cái kết quả cao do cái sự có chú tâm đó. Để bây giờ mình nói đến trên cái phương diện mà mình hành thiền cũng vậy. Nếu mà cái tâm của mình nó phóng dật á, thì rõ ràng ai trong buổi ban đầu đó, quý vị thấy rằng là mình là một người mà vô ngồi thiền á, nếu như chúng ta không có cái sự trụ tâm, giữ cái tâm của mình bằng một cái đề mục nào, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó chao động, chao động. Phóng dật là một cái trạng thái mà trong kinh ví dụ giống như là một cái đống tro tàn vậy đó. Mà nếu như chúng ta quăng một vật gì vào trong một cái đống tro tàn đó, tức tốc là cái đống tro tàn nó sẽ tung tóe ra. Thì cái trạng thái tâm phóng dật nó cũng giống như vậy. Phóng dật như vậy, tức là nó không định trụ lại. Khi vậy đó thì mình ngồi thiền á, nó cũng đâu có cái định tâm và cũng khó có cái kết quả. Như vậy thì đó là một cái việc mà chúng ta ví dụ giống như là trong đời sống tu tập của chúng ta. Khi mà mình làm một cái việc thiện gì đó, mà mình có cái sự trụ tâm, chú tâm trên một cái việc thiện đó, và mình có cái sự nỗ lực trong đó đó, cái sự không có phóng dật hay là không dễ vui đó, thì phải nói rằng là do cái sự không có, mình có cái sự chú tâm trong đó và có cái sự nỗ lực nè. Nỗ lực ở đây đó là một cái sự siêng năng, cố gắng. Thí dụ như mình ngồi thiền mà mình bị phóng dật, bị tâm chao động, phóng dật nhớ này này, nhớ việc kia đó, thì mình phải có cái sự kiên trì ở trong đó. Kiên trì, cố gắng làm đi, làm lại. Rồi mình phải có cái sự nỗ lực, tức là mình giữ cái tâm của mình trong một cái đề mục đó, đừng để cho nó sao nhãng. Đừng để cho sao nhãng. Thì cái việc mà mình tu tập thiền đó, nó cũng có cái kết quả do cái sự không phóng dật của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong nội dung của cái bài kinh mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã trích dẫn khi nãy là lợi ích cho đời này và lợi ích cho cả đời sau. Thì như vậy thì một người mà nhờ cái sự không phóng dật đó mà họ học thành thục trong một cái nghề nghiệp nào đó, hay hoặc là họ có một cái kiến thức nào đó trên một lĩnh vực nào đó để họ nuôi sống bản thân, lo cho gia đình hay lo cho cuộc sống xã hội, gia đình, bản thân của họ, và họ tạo cho cái sự an vui cho họ nhờ họ không phóng dật. Cái thứ hai, cái người mà có cái sự không phóng dật đó đó, thì cuộc sống của họ luôn luôn có cái sự thu thúc. Khi họ làm điều gì thì họ phải chỉnh chu, họ phải chỉnh chu, họ phải chú tâm vào trong cái việc đó, và họ phải suy nghĩ cho kỹ trước khi họ thực hiện, họ làm cái điều gì, họ nói năng cái gì, hay hoặc là họ hành động cái việc gì. Như vậy thì cái người mà có, giống như chúng ta nghe người xưa có nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là đã có suy tư, có suy nghĩ trước khi mình nói. Và cái người làm cũng vậy, trước khi mình làm việc gì thì mình suy nghĩ cái việc đó, coi nó có cái kết quả ra sao, cái nhân tác động trực tiếp hoặc là gián tiếp, cái kết quả của nó ra sao, thì chúng ta cũng phải suy xét cho kỹ rồi chúng ta mới thực hiện cái điều đó, làm cái điều đó hoặc là nói năng cái việc gì đó. Thì ở đó, đó là chúng ta thấy rằng là vì sao mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài gọi là một pháp không phóng dật là một pháp có nhiều tánh. Trong cái nghĩa thứ hai nữa đó là chữ Appamada, Appamado có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không bê trễ,
hay là mình không chểnh mảng, hay là mình không bỏ quên phận sự của mình. Phận sự của mình là gì? Cái bê trễ hay là phận sự? Nói đến phận sự thì có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng là trên cái vai trò của mình. Vai trò của mình là gì đó? Vai trò của mình là trụ cột ở trong gia đình, là chồng, là vợ, ví dụ vậy. Vai trò của mình là một cái người cư sĩ, Phật tử, hay là vai trò của mình là một cái vị tu sĩ, bậc xuất gia. Thì mình biết cái phận sự của mình là vậy. Phận sự của mình là tu tập, trau dồi. Khổ có cái là khi mà mình không biết mình là cái gì, không biết mình là phận sự của mình là phải làm cái gì. Bởi vì cái đời tu á, thì có lẽ là mình cũng có một cái sự nỗ lực, có được cái sự quyết tâm. Trong kinh Pháp Cú á, ở một Pháp Cú số 21 á, thì Đức Phật có dạy rằng Appamado Amatabadang Bamado Machuno Badang Appamata Appamata Na Mi Danh Tí, có nghĩa là không phóng dật đường sống, mà phóng dật thì đường chết, không phóng dật không chết. Cái nghĩa là vậy. Vì sao chúng ta thấy rằng là sự không phóng dật lại là chết, mà không phóng dật là không chết. Không phóng dật mới là không, không phóng dật là không chết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nghĩ như là cái cuộc tu của mình vậy, đời tu cũng vậy. Lúc nào mà mình chểnh mảng trong khoảng khay giây khắc á, ở đây trong cái nghĩa chết không có phải là chết mà mình hiểu là chết trong cái nghĩa đen, có nghĩa là mình tắt thở rồi mình nhắm mắt lìa đời đó là chết. Nhưng mà chết ở đây có nghĩa là trong khoảng khắc, trong khoảng khắc những giây phút ngắn ngủi nhất mà mình không có giữ được cái tâm của mình, mình không có, mình bị lệch lạc cái tâm của mình không giữ được cái tâm của mình, rồi mình có những cái hành vi bất thiện, thì quả thật rằng nó gây ra cái quả đau khổ ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Như vậy thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng nó không phóng dật á, là một pháp là có nhiều tác dụng. Cái thứ nhất đó là sự không dễ vui ở đây đó. Cái nghĩa không dễ vui ở đây đó có nghĩa là mình phải hoan hỷ với những cái việc mà không dễ vui, chứ không phải là mình thấy nó giống như mình tu á, mà mình chúng ta tu á, có nghĩa là phận sự chúng ta phải phải giữ gìn giới luật, rồi phận sự chúng ta là phải thực hành với cái việc làm của một cái bậc xuất gia hay là một người cư sĩ. Tức là những phận sự thiện sự nào với vai trò của người cư sĩ mình làm được thì mình cố gắng mình làm. Rồi hay hoặc là với cái vai trò nào của một bậc xuất gia, cái việc thiện nào mình làm được thì cố gắng làm việc đó. Và mình thật sự là hoan hỷ trong cái việc thiện đó, hoan hỷ trong cái sự không dễ vui đó. Chứ còn nếu như mà mình chểnh mảng hay là mình bỏ quên cái phận sự của mình á, thì mình cứ lơ là với những cái cuộc sống, đời sống của mình, thì rõ ràng là mình không thể nào mình tiến tu được ở trong cái đời sống. Bây giờ á, là chúng ta thấy rằng là một á, là mình nên phải hoan hỷ với những cái việc không dễ vui. Chứ còn nếu như mà mình thấy mình giữ giới cũng khó khăn, tức là thấy nó bị ràng buộc, hoặc là mình nói cho cùng là tại sao mình cũng phải ngồi thiền, hành thiền á, mình phải hành thiền. Nhiều khi đang ngủ ngon phải thức dậy, mình cảm thấy nó mệt mỏi, mình thấy nó lười biếng hay là chểnh mảng ở trong đó, thì như vậy nó là cái, trong khi việc đó mình cần phải cố gắng để mà mình thực hiện, thì đó là một trong những cái sự hoan hỷ trong cái sự không dễ vui trong đời sống của mình. Cái thứ nhất á, là mình phải luôn luôn suy xét rằng cái mạng sống của mình nó phải nói là rất là ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. Dù thời gian có bao lâu đi nữa thì quả thật là
cái mạng sống của mình có nói là 50 năm đi nữa hay 100 năm đi nữa, thì 100 tuổi đi nữa, thì so với các cái cảnh giới ở cõi trời đó, thì rõ ràng cái 60-70 tuổi hoặc là 100 tuổi của kiếp người của mình nó cũng rất là ngắn ngủi. Mà mình nói là 60-70 tuổi như vậy đó là ngắn ngủi, nhưng mà sự thật ra là trong khoảng khắc, trong từng thời gian thì chúng ta giống như là sự chết dần. Nếu mà nói trong cái nghĩa chân đế là trong mỗi khắc, mỗi giờ, mỗi sát na thì chúng ta cũng đang chết dần. Chết dần là sao? Tâm thức của chúng ta cũng sanh diệt liên tục, sanh diệt liên tục. Sanh diệt liên tục. Và thể chất của chúng ta, tức là sắc khoát của chúng ta, nó cũng đang sanh diệt liên tục. Sanh diệt liên tục. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là cái mạng sống của mình nó ngắn. Và nếu như chúng ta không có thực hành những cái thiện pháp để làm hành trang cho chính mình, thì quả thật rằng mình bỏ xóa đi với cái thời gian. Thời gian vẫn trôi qua. Và việc gì mà chúng ta cần làm mà không làm á, thì rõ ràng là mai sau này chúng ta có muốn làm cái việc thiện đó, chúng ta không thể làm được nữa. Bởi vì không còn có sức khỏe, không có thời gian để chuẩn bị cho cái việc làm gì, làm cho nó được trọn vẹn. Như vậy thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy xét, rằng cái mạng sống của chúng ta nó rất là ngắn ngủi. Do vậy đó là chúng ta cần phải nỗ lực, nỗ lực. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải chuyên trì, chuyên tâm, ngăn ngừa những cái hành vi xấu. Tức là chúng ta giữ giới hạnh của một cái người tu, dù chúng ta là người cư sĩ hay là chúng ta là một cái người các bậc xuất gia. Cố gắng là ngăn ngừa không cho những cái hành vi gì xấu. Thí dụ như là ngay cả những cái gì mà lời nói của mình nói thoảng qua thôi, nhưng mà mình nói thì cũng phải suy tư cho kỹ trước khi chúng ta nói cái việc đó nó có gây cái nghiệp bất thiện hay không, gây cái quả khổ sầu trong tương lai hay không, hay là có làm cái sự tổn thương cho người khác hay không do cái lời nói của mình, thì chúng ta nên nói. Hoặc là chúng ta hành vi cái gì, làm cái gì đó, làm cái việc làm gì, thì mình xét coi đó là cái việc làm của mình nó có lợi ích cho những cái người chung quanh hay không, hay là làm tổn hại, hay là có làm tổn hại cho chính mình hay không, chúng ta cũng cần phải suy xét. Ở đây mình hiểu là tổn hại về trên phương diện đạo đức, tinh thần. Nếu mà chúng ta thấy tổn hại cả đôi, thì chúng ta nên tránh cái việc đó. Thì ở đây đó là với một cái người tu tập thì chúng ta dù là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, hay là sớm hay là muộn, hay là cuộc sống hoàn cảnh có sống có ra sao đi nữa, thì phận sự của một cái người tu đó là giữ gìn giới hạnh ở trong cái đời sống tu hành của mình, và cố gắng ngăn ngừa những cái khẩu nghiệp bất thiện hay là thân nghiệp bất thiện, cả luôn cả cái ý nghiệp bất thiện của mình, ý nghiệp bất thiện. Và mình nghĩ rằng việc gì mà mang đến cái sự lợi ích cho mình và cho người khác, có nghĩa là mình thấy rằng chính cái điều việc thiện này á, là làm cái hành trang cho chính mình, thì mình cố gắng mình làm điều đó. Hoặc là mình làm cái việc thiện này để phục vụ cho mình, lợi ích cho nhiều người khác chung quanh. Thí dụ như là mình làm cái việc chung, làm lợi ích hay thuyết pháp giảng đạo, hay là mình viết sách dịch kinh, hay là tất cả những việc đó, mình nếu mà mình làm được những việc đó thì phải nói là những việc cao quý. Bên cạnh đó thì khi mà mình có quan hỷ ở trong cái việc thiện của mình, hay là ở quan hỷ ở trong cái việc không dễ vui của mình, thì phải nói rằng là mình thấy rằng cái việc gì mà nó lợi ích cho phần đông. Thí dụ như là mình làm một cái công trình, cái công việc gì đó mà mang tính phục vụ lợi ích cho Tam Bảo, lợi ích cho những cái hàng cư sĩ Phật tử ở nơi đó, họ được thấm nhuần Phật pháp hay là họ hướng đến về Phật pháp, thì chúng ta nghĩ rằng cái việc lợi ích đó là lợi ích cho tập thể, lợi ích cho cái chung. Đó là một trong những cái cách phục vụ
mà mình đã tạo cái công đức của mình. Như vậy thì ở đây đó là cái câu pháp cú khi nãy mà Đức Phật ngài dạy rằng dễ vui là một cái con đường đưa đến sự chết đó. Thì thật sự là trong mỗi khắc, mỗi khoảnh khắc, trong một thời giây, thời gian ngắn ngủi nhất đó, mà mình chểnh mãn với cái tâm của mình, thì cái tâm của mình nó bị lệch hướng, tâm mình lệch hướng. Và tâm mà bị lệch hướng thì dễ dẫn đến cái hành vi sai lệch, sai lệch. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói rằng một cái người mà dễ vui như vậy giống như là chết, mà cái người mà không dễ vui mới là sống. Ở đây đó là chúng ta sống trong từng khoảnh khắc đó bằng với cái đời sống có cái đạo đức, tức là có một cái pháp thực hành ở trong đời sống hàng ngày của mình. Cái thứ hai nữa đó là sự không dễ vui ở đây đó là gì? Là mình cố gắng giữ gìn cái tâm của mình, như ở trong cái phần kinh mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã trích dẫn, đó là sự phòng hộ. Trong kinh Pháp Cú gọi là phòng hộ được nhãn căn, hay là phòng hộ được nhĩ căn, phòng hộ được thiệt căn, phòng hộ được tỷ căn, phòng hộ được thân căn, và phòng hộ được ý căn. Có nghĩa là phòng hộ lục căn ấy, phòng hộ lục căn. Thì cái ở trong cái bốn cái phần thanh tịnh giới, thanh tịnh giới, tứ thanh tịnh giới của tỳ kheo đó, thì trong đó có gọi là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới có nghĩa là phòng hộ các căn của mình, trong đó có ý căn, trong đó có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Như vậy đó là sự phòng hộ. Sự phòng hộ đó là giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình. Ở đây đó thì đời sống thì dù có đi đứng nằm ngồi hay chúng ta làm việc gì đó thì cũng nên nên có cái chánh niệm, có chánh niệm. Bởi vì sao? Cái chánh niệm ở đây tức là sự ghi nhận, biết cái gì đang diễn ra. Thì cái vụ của cái người tu á, còn tỉnh giác á, là cái mà mình biết rõ cái gì và ghi nhận cái gì. Biết rõ và ghi nhận cái gì mà nó liên quan đến thân và tâm của mình. Thân và tâm. Thường thường là với cái tâm phóng dật á, thì chúng ta bị trần cảnh nó chi phối. Cảnh đó có thể là cảnh đang diễn ra, tức là cảnh hiện tại. Cảnh đó đã diễn ra, tức là cảnh đã quá khứ. Cảnh chưa diễn ra, nó vẫn diễn ra, vẫn suy nghĩ đến những điều đó, tức là tương lai. Thì cái nhiệm vụ của cái người tu á, là cố gắng giữ chánh niệm, giữ cái tâm của mình như là một cái người mà như là một cái người mà có của cải vật chất, mà ta giữ của làm sao thì cái tâm của mình cũng phải giữ giống như vậy, giữ như vậy. Ngài Xá Lợi Phất còn có dạy rằng là chánh niệm và tỉnh giác đó cũng là hai pháp có nhiều tác dụng. Sati sabbacchanya ime dve dhamma bahukara. Thì như vậy cái việc mà mình tu tập á, thì mình giữ cái tâm của mình như là một cái việc mà trong đời sống hàng ngày, dù là chúng ta có mình có làm cái gì đi nữa, ví dụ như là quý vị thấy rằng mình đi đây đi đó, mình làm cái công việc gì, cái tu ở trong Phật giáo mình không phải là mình chỉ lại lại rồi mình cầu xin, hay là mình chỉ khấn nguyện cái này khấn nguyện cái kia, không, không phải. Cái việc đó, đó là cái người tu á, cũng cần, là khi mà mình có một cái điều đó là mình suy nghĩ đến những cái việc đó, là khi mà mình đối diện trước Đức Phật, trước Tam Bảo, thì mình chắp tay lên, mình tưởng đến những cái ân đức của Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư Tăng. Rồi mình khi mà mình nghĩ tưởng đến những cái ân đức đó đó, thì mình luôn luôn nghĩ đến những cái đức cao dài của Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, thì cái tâm của mình nó thật sự là hoan hỷ. Rồi khi mà mình hướng cái tâm của mình vào cái sự hoan hỷ đó, thì mình tập cho cái tâm, cái đời sống của mình gần gũi như vậy, đó là có được những cái ân đức, có được những cái sự hiểu biết về Đức Phật,
giáo pháp và tăng chúng như vậy. Thì như vậy đó là một trong những cái cách để mà mình cầu nguyện. Nhưng mà rồi đó thì cái việc mà mình giữ cái tâm của mình nó quý lắm, nó quý lắm, nó quan trọng lắm. Tại vì sao? Mình có cầu nguyện gì đi nữa mà cái tâm của mình nó phóng túng, phan duyên, cái tâm của mình thất niệm, cái tâm của mình phóng dật, thì rõ ràng là không thể nào mà mình định tĩnh được. Mà cái thói quen của cái tâm của mình là nó thường thường là bị phan duyên theo trần cảnh. Phan duyên theo trần cảnh, nó bắt hết cảnh này cảnh kia, bắt hết cảnh nọ, tâm không có định tĩnh được. Nhưng mà rồi cái nhiệm vụ của những người tu là dù trong cái lúc đi đứng nằm ngồi thì mình cũng phải giữ cái tâm của mình là như vậy. Cái thứ hai nữa là vì sao mà ngày Xá Lợi Phất ngày gọi là thu thúc các căn, hay là thu thúc các căn của mình lại là một trong những cái pháp mà đặc biệt như vậy. Có nghĩa là mắt mình nhìn thấy thì rõ ràng là các cái căn của mình, mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm, và thân thì xúc chạm, ý của mình thì suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà mình không có thu thúc các căn thì mắt mình nó bị đắm nhiễm ở trong trần cảnh. Mình nhìn thì mình giống như trong kinh mô tả là do nắm giữ tướng chung tướng riêng đó, cho nên nhận thức rằng là đẹp là xấu, đẹp thì thích thú ham thích, hài lòng, còn xấu thì khó chịu bực bội, không hài lòng, vân vân. Như vậy thì mình phân biệt là đẹp và xấu, nó cũng đã trở thành cái tâm của mình, nó trở thành cái sự phản ứng. Cái sự phản ứng ở đây có nghĩa là thích thú hay là không hài lòng, hay là chán ghét bực bội. Rồi cái tai của mình cũng vậy, nghe âm thanh cũng chỉ là nghe thôi. Ngày Xá Lợi Phất còn có dạy rằng là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Tại vì mình thấy là có cái người thấy. Người thấy là sao? Là có tôi thấy. Thấy như vậy, tôi thấy như vậy cho nên tôi thấy đẹp. Tôi thấy như vậy, tôi thấy xấu, tôi thấy ghét, tôi thấy không ưa, hay là tôi thấy thích. Thì cái ưa và cái thích đó là do cái phản ứng của từ nội tâm của mình. Do rằng mình không có chánh niệm, không có chánh niệm và tỉnh giác, cho nên là sanh ra những cái phản ứng. Cho nên cái thấy cũng chỉ là thấy, nghe cũng chỉ là nghe, ngửi cũng chỉ là ngửi, nếm cũng chỉ là nếm, xúc chạm cũng chỉ là xúc chạm, và tâm của mình suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ. Nếu mà mình không có thu thúc các căn thì sanh ra cái sự rối loạn. Từ đó cái tâm của mình không định tĩnh, mà pháp bất thiện, phiền não, cấu uế bất thiện, nó có thể dựa vào đó, có thể tùng vào đó để mà nó sanh khởi lên. Như vậy thì cái việc mà đặt niệm trên một cái đề mục thì rất là cần thiết cho cái đời sống tu học. Đâu cần phải, nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta ngồi một chỗ nào đó, ở trên giường hay là ở dưới nền nhà hay nơi chỗ nào, chúng ta đặt niệm theo dõi cái tâm của mình bằng hơi thở. Ví dụ như một người mà đặt niệm hơi thở, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, ban đầu thì còn mượn cái số để đếm. Đó là cái cách cơ bản nhất của một cái người tu tập giữ cái tâm của mình. Tức là mình ban đầu thì mình còn niệm số, đếm số để mình giữ cái tâm của mình. Nhưng mà lần lượt rồi đó thì mình phải theo dõi cái tâm của mình là hơi thở vô, hơi thở ra, mình làm sao ghi nhận được. Thì đó cũng chính là chánh niệm. Mình biết rõ được hơi thở vô, biết được hơi thở ra, biết được hơi thở mạnh yếu, hay là chúng ta quán về cảm thọ của mình cũng vậy. Khi nào cái cảm thọ ưu, hay là khi nào là cảm thọ khổ của sắc thân, hay là khi nào là thọ hỷ của tâm, khi nào là thọ ưu của tâm, mình biết được như vậy thì đó cũng là một trong những cái cách mà để giữ cái tâm của mình bằng phương pháp gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác.
Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy ở đây đó là ai sống mà nhiếp phục các căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, mình cố gắng gìn giữ những cái tâm của mình để cho cái tâm của mình không bị tán loạn, không bị phóng dật, và mình nhớ rằng hiện bây giờ mình là cái người tu, hay là mình biết rằng mình là cái người đang tu tập thiền, đang giữ cái tâm của mình, thì như vậy cũng là một trong những cái cách mà gọi là phải cố gắng giữ gìn cái tâm của mình. Đó là một trong những cái ý mà chúng tôi muốn nói, tức là không phóng dật, không dễ vui. Cái ý thứ ba mà chúng tôi muốn thưa đó là ở đây đó là phải cố gắng, mình phải có một cái tâm giống như là cái chí nguyện giải thoát vậy. Mình phải cố gắng đem cái tâm của mình thoát ra khỏi sự ô nhiễm của phiền não. Bởi vì cái bản chất của tâm phàm phu là bị phiền não bao vây, tức là lúc nào cũng bị chi phối bởi tham sân si, những cái đó. Nhưng mà rồi thì cái người mà có cái tâm mà muốn lìa khỏi đó, lìa khỏi những phiền não, thì người đó mới có thể thoát khỏi những phiền não. Chúng ta thấy ở trong tứ chánh cần, thì tức là cái người tu trong cái sự tinh tấn của mình thì mình phải có cẩn thận không cho pháp bất thiện sanh, rồi mình phải mình làm sao hả, mà pháp bất thiện đã sanh rồi thì mình phải loại bỏ nó đi, bằng cái cách tu tập của chính mình, hoặc là mình giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình tập cho cái tâm của mình có được cái sự kham nhẫn, hay hoặc là mình cố gắng lìa bỏ những cái suy nghĩ, cái tạp niệm, cái suy nghĩ của pháp bất thiện. Thì như vậy đó cũng chính là một trong cái cách mà mình làm cho cái tâm của mình vượt ra khỏi những sự ô nhiễm. Rồi khi mà thiện pháp mà chưa có đó, thì mình cố gắng mình làm cho thiện pháp ở trong tâm mình nó sanh khởi, niềm tin được tăng trưởng lên nè, tin về ân đức của Tam Bảo, tin về luân hồi, tin về sự thanh tịnh của giáo pháp và sự thanh tịnh của tăng đoàn, pháp vượt ra khỏi cái sự ô nhiễm. Khi mà mình có tin như vậy, hay là mình có được cái chánh niệm và tỉnh giác trong đời sống, thì mình cố gắng làm cho những cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó được vững mạnh hơn, được lớn mạnh lên, chứ không phải đứng như vậy và cũng không phải bị thối lui. Đó cũng chính là một trong những cái cách tinh cấn tấn của một người. Cái điều nữa đó là mình khi mà thiện pháp đã có rồi đó, thì mình cố gắng giữ làm sao nó giữ nguyên vậy. Một là tăng trưởng lên thêm, hai nữa là mình giữ như vậy. Thiện pháp nào nó đã tăng trưởng lên thêm rồi đó, thì mình phải giữ nó, đừng để mất, đừng để vì lý do này lý do nọ mất. Bởi vì cái phinh hướng chung á của tâm phàm phu á là thường thường có những cái phinh hướng của pháp bất thiện, mà tâm mình để cho mình, tâm mình để cho bị phóng dật hoài, riết nó quay, nó quen, và khi mà mình giữ tâm lại nó khó. Bây giờ mình thấy rằng giống như mình mới bước chân vào, mình mới bắt đầu ngồi hành thiền, thì mình thấy ồ, tại sao ai cũng nói rằng là tại sao mình bị phóng dật quá, mình bị nhớ những chuyện đã qua, hay là tâm mình là tai mắt mình nó hướng về cảnh hiện tại, hoặc là cái cảnh ở tương lai chưa có, những cái diễn cảnh chưa có mà mình vẫn suy diễn ra những cái cảnh đó, thì rõ ràng là một trong những cái cách mà bị trở ngại ở nội tâm của mình, tâm của mình bị phóng dật. Cho nên nếu mà mình thấy rằng là mình nên bỏ, cố gắng làm cho cái tâm của mình vượt ra khỏi những sự ô nhiễm khi mà mình đã có quyết ý vậy. Và ở trong cái gọi là bốn pháp như ý túc, tức là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc, thì mình phải có cái ý muốn được giải thoát.
Mà muốn được giải thoát như vậy thì đem cái tâm mình vượt ra khỏi những sự ô nhiễm của phiền não. Chứ mình đừng để tập dần. Tu một thời gian thì phiền não nó giảm dần đi thì tốt. Mà tu một thời gian thì không khéo thì phiền não nó tăng dần đi. Thì rõ ràng là chúng ta chỉ nói là cái hình thức tu, nhưng mà rồi nội tâm không có chuyển hóa được đó, thì cái tâm chưa phải là tâm tu. Chưa phải là tâm tu. Thì sự sai đắm ở trong, thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng là mình phải suy nghĩ rằng trong cuộc đời này đó, thì trong kinh nói rằng là đối với chúng sanh đó, thì có những sự sai đắm. Mà sai đắm này đó là thứ nhất đó là mình sai đắm ở mình thấy rằng cái tuổi trẻ của mình đâu ai mà trẻ hoài. Chúng ta sẽ bước qua từ ở cái tuổi thanh niên, thiếu niên gì, chúng ta sẽ bước qua cái tuổi trung niên, và chúng ta sẽ lần lượt đi đến cái tuổi lão niên. Mà từ ở cái tuổi trung niên rồi mà bước qua cái tuổi lão niên mau lắm, nó mau lắm. Mà chúng ta có khi đó thì có người đó là họ cứ mê đắm trong cuộc đời này, và họ cứ cho rằng là mình trẻ. Dù là 70-80 cũng gọi là trẻ. Rồi tập cho cái tâm của mình là sống như là một cái sự hài hước, rồi vui chơi, quên mình, cứ nghĩ mình trẻ. Bởi vì họ nghĩ họ trẻ, cho nên là họ việc gì họ cần làm họ cũng làm. Họ bỏ xói với, bỏ qua với thời gian. Thì cái đó nó cũng là cái sự trì trệ ở trong nội tâm của mình. Cho nên là mình cứ nghĩ là mình trẻ hoài. Đó là một trong những cái sai đắm. Mỗi người có một cái cách sai đắm khác nhau, nhưng mà cái sự sai đắm ở trong cái tuổi trẻ của mình nó là kéo, nó làm giống như sự chểnh mảng của mình, cái sự lơ là của mình, không chú tâm với cái phận sự của mình cần phải làm. Chỉ cần kiếp cho cái đời sống hiện tại này chúng ta cần làm ngay bây giờ, không làm, bỏ qua cái tuổi thanh xuân, bỏ qua cái tuổi trẻ đó, mà mình do say đắm ở trong cái tuổi trẻ đó cho nên là mình bỏ qua thôi. Cái thứ hai là cũng không ai mà mình cứ nghĩ rằng là mình chưa có bệnh hay là không có bệnh. Đừng nghĩ vậy. Chúng ta thấy rằng là cái người lớn tuổi đó, bước sang cái tuổi trung niên hay là cái tuổi lão niên, thì cái tuổi trung niên là cái mầm mống nó sanh bệnh ra nhiều. Lão niên thì bệnh nó lớn, nó lại tăng trưởng nhiều hơn. Mà rồi đó thì cái bệnh nó đâu có chắc cho cái người nào đâu. Lúc nào mà mình cũng bị bệnh, mình nói rõ đây là mình bị thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh ở đây đó là mình bị bệnh về tim gan tỳ phế thận, nhẹ thì nhức đầu sổ mũi đau bụng, nặng thì tim gan tỳ phế thận nó bệnh. Nó bệnh là bệnh thân, nhưng mà bệnh tâm của mình là cái bệnh hằng hữu đó. Đó là bệnh tham sân si, bệnh tham sân si mình chưa có loại trừ. Nhưng mà rồi đó là có người là cũng không nhận ra, không nhận ra mình đang bị bệnh cả thân và tâm. Mặc dù là mình thấy là mình đang bị bệnh về thân, mình cũng đang bị bệnh về thân, tâm. Thân tâm của mình là đang bệnh đó chứ. Đâu có ai nói là không có bệnh được. Mà mình biết bệnh thì phải chữa. Biết bệnh là phải chữa chứ không bỏ lúng. Cả thân bệnh cũng vậy, cũng phải chữa. Với một cái thái độ của một cái người tu đó, thì chúng ta cũng không quá tiêu cực. Tiêu cực có một số chủ thuyết, cái cách tu này, cách tu kia, hay là cái chủ thuyết này, chủ thuyết nọ, nó là bệnh không cần. Bệnh nó là chuyện tất nhiên là như vậy, cho nên là không cần phải chữa. Bỏ lúng nó cũng không được. Bệnh cũng không cần chữa, thuốc cũng ăn không cần ăn, uống nước cũng không cần uống nước. Thì lâu ngày rồi đến một lúc nào đó thì thể xác không còn được nữa, thì sẽ chịu không nổi nữa là chết thôi. Còn tâm bệnh thì rõ ràng là phải nhận ra là cái bệnh của mình đang có, tức là mình đang có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si gì đó đang có đó chứ. Mà mình không nhận trực nhận ra mình đang có cái bệnh đó, cho nên là mình cứ dễ vui hoài, cứ phan duyên theo trần cảnh, cứ buông lung,
và một cứ chánh mạng với những cái phận sự của mình, bỏ quên những cái phận sự của mình, gọi là dễ vui là như vậy, bỏ quên phận sự của mình. Như vậy thì đó cũng là một trong những cái cách gọi là tâm bệnh, tâm bệnh. Và cái say đắm nữa đó là say đắm trong cuộc đời này. Say đắm trong cuộc đời này. Cuộc đời mà mình nói ở đây đó có nghĩa là đời sống của chúng ta. Ở bên ngoài thì chúng ta đang bị danh lợi chi phối, rồi bị tám ngọn gió đời chi phối, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, giữa cái được và cái mất đó đó. Và cứ như vậy, cứ chạy theo những cái gì, cái danh, cái lợi. Và thế là chúng ta có nhầm lắm lúc là chúng ta cũng quên mình đi. Quên mình ở đây không phải là mình quên mà để cho cái tâm của mình hướng đến đến giáo pháp. Mà quên mình ở đây có nghĩa là quên hướng về chính ở nội tâm của mình. Quên mình là như vậy. Bị chạy theo danh lợi. Nhưng mà bên trong á, thì có lẽ là họ bị cho mặc tình cho cái tham sân si này chi phối. Tham sân si chi phối. Cho nên ở đây nói rằng là phải cố gắng đem mình thoát khỏi ra cái sự ô nhiễm của phiền não. Thì cái điều đó là cần thiết. Nếu mà mình không có quyết tâm để mà mình bỏ những cái phiền não, ngay cả những cái việc nhỏ nhất mà mình không bỏ được, thì làm sao mình bỏ được những cái việc lớn. Việc lớn ở đây đó là những cái sự ô nhiễm từ nội tâm, là tham sân si. Những cái chuyện mà trong đời sống hàng ngày, nhiều khi mình nói là bản chất của người phàm phu là bị tham sân si. Nhưng mà mình những cái chuyện mà mình thấy rằng hồi trước ấy, mình là cái gì mình cũng ưa cũng thích ấy. Bây giờ tập cái tâm của mình là bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn có tuổi rồi, thôi bây giờ sống chậm lại một chút, nhẹ nhàng một chút, rồi có ai làm gì đó trái ý thực lòng rồi thôi kệ, cũng có tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả gì đó, cho nó nhẹ nhàng đi, đừng có để chấp nhất cho ai một cái điều gì. Thì mình sống như vậy nó mình thanh thản hơn. Mình thấy nha, những cái cụ già thường thường là người ta nói rằng già sanh tật, đất sanh cỏ. Nhưng mà có những cụ già thì dễ dàng, vì một là do rằng họ không có bị cái nghiệp xấu đó, cho nên họ dễ dàng để rồi con cháu có thể dễ dàng chăm sóc họ, dễ dàng gần gũi với họ. Nhưng mà có những cụ già đó thì rất là khó, rất là khó, nó từng ly từng tí, rồi con cháu nhiều khi nó có tình thương thì nó còn nuôi dưỡng, còn nếu nó không có tình thương, riết nó chán nản, nó lánh xa, thì đó cũng là cái nỗi khổ. Mình thấy, chúng tôi nhớ ngày xưa mà có một cái việc mà nói là lúc mà mình chúng tôi nhớ sư trưởng có nói một cái câu là có ba cái nỗi khổ. Có lẽ là trong những cái sự kinh nghiệm có ba cái nỗi khổ. Tức là cái nỗi khổ thứ nhất là ở tuổi ấu niên, thanh niên ấy, tuổi mình còn trẻ, mình háo thắng. Háo thắng cho nên là bất cứ một cái việc gì, dù là tốt hay là xấu, thiện hay là ác gì đó, mình cứ thích là mình làm. Mình không suy nghĩ rằng trước sau, không suy nghĩ đến cái quả, cái hậu quả của nó ra sao. Cái háo thắng đó là cái khổ. Còn nếu như một người điềm đạm, một người chững chạc á, thì chúng ta nghĩ lại cái điều đó cần làm, suy xét cho cần kỹ, rồi chúng ta mới làm. Thì rõ ràng là cái người đó sống chậm, sống vững chắc và sống một cách điềm đạm, nó tốt hơn. Cái nỗi khổ thứ hai nữa đó là sư trưởng nói đó là chắc cái này là ở đời. Ở đời có nghĩa là trung niên mà bị kết chết vợ, cũng là một trong những cái hoàn cảnh mà người giống như là một cái dịu là gà trống nuôi con, gà trống nuôi con, cũng là nếu mà ai đứng vào trong một cái hoàn cảnh đó thì cũng là một trong cái những cái nỗi khổ. Nhưng mà cái nỗi khổ thứ ba nữa đó là lão niên cô đơn. Nếu mà già rồi đó là mình sống mà không có con cháu xung quanh đó, mà nó cũng sợ mình, nó xa lánh mình vì mình khó quá, hay là mình dữ quá, sanh tật gì đó, thì rõ ràng nó xa lánh. Nếu nó còn cái tình thương, còn chữ hiếu, chữ nghĩa thì có lẽ là nó còn gần gũi chăm sóc. Nhưng mà nó mất đi cái tình thương, hay nó không còn chữ hiếu, chữ nghĩa thì có lẽ là nó xa lánh. Cho nên ở đây đó, cả cái
chúng ta sẽ là qua những cái giai đoạn đó thôi. Có những người ở đời thì có đủ ba cái giai đoạn là ấu niên, rồi là trung niên, rồi lão niên. Nhưng mà rồi đó là cái cuộc tu này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc gì mà mình nghĩ cái tâm của mình là cần phải loại bỏ những cái phiền não, đó là việc cốt yếu nhất của cái đời sống tu tập, bằng cách này cách kia, hoặc là mình cố gắng tạo dựng những cái công đức thiện sự ở trong đời sống hàng ngày của mình. Dù mình làm một cái chuyện thiện sự gì, ở trong nội tâm của mình là mình nói đến cái phước đức. Còn cái công đức là mình, cái công đức là cái sự nội tâm của mình tu tập. Còn cái phước đức là những cái gì mà chúng ta tạo ở trong đời sống hàng ngày bên ngoài, từ cái việc cung kính, từ cái việc mà luyện cái tâm của mình. Thì ở đây đó là vì sao mà gọi là không dễ vui đó, hay là không phóng dật đó, là một pháp có nhiều tác dụng. Mà Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng là Appamado Kusale Thammesu, hay dân Eko Thammo Bahukaro, Bahukaro. Chữ không dễ vui trong các cái thiện pháp có nghĩa là dù một thiện pháp nào, mình cũng phải có sự chuyên chú, nỗ lực và giữ tâm ở trong đó. Mình nỗ lực, cố gắng giữ tâm của mình trong đời sống chánh niệm, trong đời sống có định tâm, và ở trong cái việc tu tập của mình thì thật sự rằng nó có nhiều tác dụng ở trong lợi lạc, ở trong đời sống hiện tại cũng như là đời sống tương lai. Đời sống hiện tại và tương lai. Hiện tại là những gì chúng ta đang tu, chúng ta được an vui do cái sự không phóng dật của mình, không dễ vui của mình, mà mình thấy được mình tiến triển ở trong đời sống tu tập. Cái thứ hai nữa là đời ích ở trong tương lai, nếu mà mình có mệnh chung mà mình chưa được giải thoát á, tâm mình có định tĩnh á, tâm mình có chánh niệm tỉnh giác, thì mình cũng sanh cảnh giới an lành. Cũng nhờ cái chánh niệm này mà biết đâu nối tiếp với những cái duyên lành mà chúng ta tái sanh nhiều kiếp nữa, chúng ta tu tập đến một mức độ nào đó thì chúng ta đạt được cái sự giải thoát do cái sự thanh lọc hết tất cả các cái phiền não. Cho nên là cũng chính là nhờ không có dễ vui. Và trong cái cuộc sống này chúng ta thấy rằng những cái pháp mà đưa đến nhờ cái sự không dễ vui đó mà người ta có tìm được cái nguồn an lạc trong đời sống hiện tại này, học được kiến thức, học được nghề nghiệp, học được những cái này cái kia đó, thì cũng chính nhờ cái không phóng dật nè, không dễ vui đó, nhờ cái sự mà không chểnh mảng, không có đê trễ, hay là không bỏ quên phận sự của mình, và làm việc gì có cái sự chuyên chú ở trong đó, thì có lẽ là cái người đó có được cái kết quả mà họ thu hoạch được những tài sản, những của cái vật chất mang đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại. Khi họ có gia đình, có thân bằng, quyến thuộc, có anh em, có cha mẹ, vân vân. Thì chúng tôi với cái thời gian cho phép, chúng tôi xin được chia sẻ với một cái chi pháp đầu tiên mà nói rằng Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng Appamado Kusale Thammesu Ayang Eko Thammo Bahukaro, có nghĩa là không dễ vui. Đây là một pháp có nhiều tác dụng, có nhiều tác dụng. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiêu hòa. Chúng tôi xin được dứt lời.
Anh là một thầy. Hôm nay không thấy thì tôi nhất tâm một trung. Không biết là trong ba điều hành chúng ta có nhận được các câu hỏi thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng Sở hay không? Chưa nhận được. Hôm nay như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ luân phiên để chúng ta hỏi thưa quý vị, vì có lẽ là chúng tôi phải nghỉ giữ con mắt, cặp mắt của chúng tôi thêm 2 ngày nữa. Và chờ cho đến ngày mai thì nên chúng tôi không có tiện ở trong đêm mà lâu được. Bây giờ thì không biết là thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa vừa mới giảng bài xong, lẽ thường thì quý vị giảng sư vừa giảng xong bài, quý vị đã điều họp để đặt ra những cái câu hỏi mà trong khi mình đang thuyết giảng, mình chợt lóe lên cái câu hỏi để hỏi các vị khác, thì cái đó nó hợp lý. Không biết thưa tôi cần giúp được gì cho. Ồ, tốt quá. Vậy kính thỉnh thưa tôi cần điều hợp những câu hỏi để hỏi thưa tôi. Để quyền thưa tôi học đăng để được học tính để được thông. Vậy xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, sa thú kính thiền thượng tọa Tề Siêu. Thì con thấy con nghe nói là thượng tọa đang bệnh, dùng mắt thẩm mỹ sớm. Để thời gian còn lại chúng con cùng nghĩa lễ chư tăng sẽ luân phiên nhau thảo luận chia sẻ liên quan đến cái bài học hôm nay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Nghĩa Sư. Bây giờ thì trước tiên là kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không? Dạ, xin hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có trước máy. Dạ, cảm ơn thượng tọa. Ở đây cái bài học hôm nay là chúng ta thấy ngày Xá Lợi Phất ngày dạy là không có dễ vui hay là không có phóng dật ở trong các cái thiện pháp đó, là một pháp có nhiều dụng. Thì xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng là tí nếu mà mình nói rằng không có phóng dật
thì thường thường đó là người ta cứ nghĩ ở bên ngoài là người ta cứ nghĩ là khi mà nói đến cái sự phóng tâm đó, là gì, là cái việc mà chỉ nói đến cái việc mà mình tu thiền thôi, tu tập mới là giữ cái tâm của mình. Nhưng mà thật ra trong đời sống hàng ngày ấy, mà nếu như mà mình phóng dật nhiều quá, tức là mình phóng tâm nhiều quá, mình thất niệm nhiều quá đó, thì rõ ràng nó cũng có cái sự bất lợi. Thì theo Tường Tòa Pháp Đăng là vì sao mà mình thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất dạy ở đây là không phóng dật lại một pháp có nhiều tác dụng. Như vậy thì mình hiểu như thế nào ở trong cái đời sống của mình, là dù là một người đời cũng vậy, không có nhất thiết là cái người đó họ phải trao dồi cái nội tâm bằng phương pháp thiền định không, thiền tập không, mà là trong đời sống hàng ngày, nếu mà cái người đó có chánh niệm thì nó có lợi lạc gì, không có phóng dật nó có lợi lạc gì. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan nghĩ chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đức Phật và Pháp Chư Tăng, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, Thượng Tọa Siêu, Tọa Pháp Tây Quyền, Tọa Phật Tăng, Thượng Tọa Minh Mạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Nguyên Thông, cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào lại cô tâm lực, tăng chào Phật tử. Thật sự khi mà nếu chúng ta tìm trong cái chi pháp á, thì chúng ta thấy là nói sở hữu phóng dật là cái sở hữu bất thiện biến hành, bởi vì si vô tàm vô quý phóng dật, và phóng dật như vậy nó có trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng mà nếu mà nói bất phóng dật thì ngược lại sở hữu niệm, và sở hữu niệm gọi là sự ghi nhận nó là không phóng dật. Như vậy thì một bên là bất thiện, một bên là thiện. Thì chúng ta biết là sở hữu niệm nó là sở hữu tịnh hảo biến hành, nó sẽ hợp được trong tất cả những tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Nên khi mà nói một người mà không có phóng dật, có nghĩa là người đó chánh niệm. Ví dụ mình nói đơn thuần là một người có chánh niệm trong việc làm nghề nghiệp, chúng ta thấy đó rất là nhiều người đó họ thất niệm trong lúc làm nghề nghiệp đó. Chúng tôi thấy có nhiều người mà họ đi cưa cây đó, quý vị biết, họ đi cưa mâm á, mà họ cưa cái bàn tay của họ, vì lúc bây giờ họ làm nhưng mà họ không có mình gọi là không có tập trung nữa. Họ làm nhưng mà họ để cái tâm họ phóng dật chỗ khác, nên khi họ đẩy thì họ thói quen đẩy riết đẩy vô tới cái mâm nó cắt đứt cái tay luôn. Rất là kinh khủng những trường hợp như vậy. Nhất là mấy người, chúng ta thấy những người mà hồi xưa như là đúc tre cho tre, đúc tre mà gọi là đúc mía vô cho cái máy tre nó ăn á, mà chỉ cần mình không có tập trung thôi á, là nó sẽ cuốn cái tay mình vô. Nó cuốn cái tay mình vô, nhất là khi mà mình làm như vậy, quần mình mặc nó lôi thôi đó, cây mía nó kéo rồi nó kéo cái áo mình vào, nó rất là nguy hiểm, có thể là chết người như chơi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, nếu mà nói đơn thuần một cái người mà giờ mình nói làm đi, mình không có ghi nhận mình đang làm, mình làm mà mình để cái tâm phóng dật, có nghĩa là mình làm đó mình làm mình suy nghĩ chuyện khác, thì từ những cái chuyện mà lái xe cũng vậy, chúng ta nói rằng cái chuyện lái xe, một người lái xe mà họ không có đang họ quan sát, đang quan sát, đang điều khiển xe, mình biết mình điều khiển xe, mình gọi là chánh niệm, gọi là không phóng dật, thì họ sẽ không làm tổn hại đến mình và người khác. Còn chúng ta thấy một người mà khi mà họ phóng dật, ví dụ họ lái xe nhưng mà họ vừa coi điện thoại, vừa nhắn tin, vừa phát lướt Facebook, đồ rất là nguy hiểm gì. Để chúng ta không thấy cái chuyện đó là nguy hiểm, nhưng thật sự một người lái xe chỉ cần sơ sẩy chút xíu thôi là mình đã thiệt mạng và mình đã hại rất là nhiều người khác rồi. Nên Đức Phật Ngài nói nếu mình tính đơn thuần là cái người mà có niệm hay là có ghi nhận mình đang làm, đang lái xe, đang cắt, đang sắt, đang nấu,
Ví dụ tôi nói thật sự, ví dụ một người nấu đồ ăn đi, nấu nồi canh đó, mình chánh niệm tỉnh giác mình đang nấu nồi canh đó, mình thì không bao giờ để cái nồi canh khác mà nó sẽ thành quả hoàng. Nhưng mà có nhiều người họ làm xong rồi họ bỏ nó, họ đi chỗ khác, à, thành ra họ thể cháy hết cái nồi rồi cháy cái ga nóng quá, cái bình ga nó nổ. Những trường hợp nó vẫn xảy ra cái gì, nấu nước nấu đồ hay là ủi bằng ủi điện cũng vậy, có nhiều người họ bất cẩn, mình gọi là bất cẩn nhưng thật sự là họ thất điện. À, khi mà họ làm xong rồi họ không có chánh niệm để gỡ điện ra, thậm chí có gì biết rằng mình thật sự đó, mình Đức Phật ngày dạy cái bài kinh Đại Sứ đó, đi đứng là người đại tiện tiểu tiện, mang y mang bát rồi mang y tăng và lê tới đi lui, đại tiện tiểu tiện mà Đức Phật thì cũng vẫn vẫn nói mình chính chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà có nhiều người họ hiểu, họ hiểu nghĩa là đại tiện tiểu tiện mà cái gì phải chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu một một cái người mà họ đi vào cái nhà vệ sinh họ bất cẩn ấy, thì họ đại tiện tiểu tiện rồi họ bỏ đi ra đó, cái người khác vô nó họ sân hận lên cũng có. Thành khi mình đại tiện tiểu tiện ấy, mình cũng phải làm vệ sinh cho cái đại tiện tiểu tiện mình nó sạch, và cũng phải dòm cầu mình đi đi cầu đi tiểu nó có nó sạch sẽ hay không. À, chứ nếu thật sự ra quý vị biết rằng nếu mà mình bất cẩn, bất cứ mình bất cẩn chuyện gì nó cũng gây nên đến cái sự mà nó rộn rịp ở trong cái chỗ mình ở đó, nó sanh ra cái sự mà xung đột lẫn nhau nó cũng có. Nên thường thường quý vị biết rằng một cái người mà đi đại tiện tiểu tiện mà họ ví dụ họ đi cầu đi ra đi đi cầu hay đi vệ sinh đi tiểu hay đi đấy mà họ ngồi xuống đàng hoàng thì cái nước tiểu nó không văng ra trên bằng 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 bằng, bằng bồn cầu trên cái bàn bàn vệ sinh. Còn nếu đứng mình đi đi tiểu bàn cầu và cái răng bàn cầu nó quăng ra ngoài, mình không rửa nó hôi nó khai, thành ra nhiều khi Đức Phật này nói mình cái đức điện cũng phải chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Vì mình chánh niệm tỉnh giác đấy mình không có gây phiền. Bởi thường thường chúng tôi nói rằng con người của mình sống mình siêng thì mình làm lợi cho mọi người được, nhưng mà ngược lại mình làm biếng thì mình đều làm khổ mọi người. À, bởi vì mình đi 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 vệ sinh cũng vậy, nếu mà chánh niệm tỉnh giác thì mình ngồi xuống mình đi đàng hoàng. À, người nào cũng ngồi như vậy hết. Thì nó không có chuyện gì hết. Nhưng mà ngược lại mình thấy nếu mà một cái phòng vệ sinh mà ba bốn người ở đó, nhiều khi họ đi văng lên vàng chất, cái người đi sau nhìn thấy họ phải lau chùi cũng họ cũng sanh ra bực bội. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng thật sự cái sự chánh niệm tỉnh giác đó, nó không có thừa, không có thừa, tất cả chuyện gì nó cũng không có thừa. Thật sự là khi mình nói rằng người mình có khổ mà cái khổ mình không làm lây cho người khác, ví dụ mình đại tiện tiểu tiện đi mình cũng chánh niệm tỉnh giác thì mình không làm phiền người khác, mình không làm khổ người khác, cho đến ăn uống nhai nuốt nếm mà nếu mình chánh niệm tỉnh giác mình cũng không làm phiền người khác. Bây giờ ăn uống xong mình biết dọn dẹp cái gì mình ăn chén đũa bát nồi niêu nào của mình ăn mình đem mình dọn dẹp sạch sẽ thì cũng không ai phiền mình. À, rồi cho đến mình mang y mang bát hay phơi y giặt y đều chánh niệm tỉnh giác hết, thì tất cả những chuyện nó cũng không làm phiền ai hết. Mình làm đâu mình dọn dẹp đó, thì thật sự đó, những chuyện đó rất là cần thiết. Tuy rằng chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy ở trong bên Đại Niệm Xứ thì cho đến đại tiện tiểu tiện mà Đức Phật thì nó cũng chánh niệm tỉnh giác, mang y mang bát rồi phơi y hay là nói cười đó mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác. À, nếu mà mình làm được như vậy thật sự lúc bây giờ mình có cái tâm thiện, cái tâm thiện mình đang chánh niệm thì phải có tâm thiện, và cái tâm thiện đó nó không có lỗi lầm. Còn khi mình phóng dật á, là cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện nó là lỗi lầm, nó là không khôn khéo, nó là không khôn ngoan, nó là không sáng suốt, nó là cho quả khổ. Còn nếu mà mình không lỗi lầm thì mình sáng suốt khôn ngoan, à, mình cho ra quả vui. Ý nghĩa là một cái người chánh niệm mới cho ra quả vui, còn một cái người thất niệm luôn luôn cho ra quả khổ. Thật sự mình nói như vậy chứ mình tập đó rất là lâu quý vị, cho đến nhiều khi quý vị vô trường thiền vậy đó, mình có thể mình nói tu thiền 10 năm 20 năm mình thì mình trình bày mình nói với ai mà cũng chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà vị thiền sư chỉ cần hỏi mình đi vô mình để đôi dép ở đâu, để dép cửa nào, thềm số mấy, à,
bên nào, bên phải, bên trái, mình cũng không nhớ nữa gì. Thật sự ra đó, nếu một cái người mà đi đứng và họ chánh niệm tỉnh giác, họ từng bước đi họ chánh niệm tỉnh giác thì họ cũng biết họ để đôi dép ở cái cấp số mấy. Nên đó, họ chánh niệm họ sẽ nhớ được họ để cái đôi dép ở chỗ nào. Và vị thiền sư có hỏi vậy thì họ nói rằng, ồ, con để đôi dép chỗ này. Nhưng nếu vị thiền sư nói hỏi mình đó, mình nói, ờ, con không nhớ để con răng coi, thì vị thiền sư cũng biết mình làm thất niệm rồi. Dù mình bị đất chỉ hỏi khiếu thôi, nhưng mà mình nói, ừ, để con răng coi, con để dép chỗ nào, con vô nói cho ngài biết. Thì vị thiền sư đã biết mình không có chánh niệm rồi, dù mình có nói bao nhiêu, mình tu tập được có bao nhiêu đi nữa, thì vị thiền sư cũng biết mình là mình thất niệm, mình chưa có hoàn toàn kiểm soát niệm được. Như vậy thì cái sự kiểm soát niệm mà cái tâm mình nó thuần thục thì mới đưa đến đạo quả của gì. Bởi thường thường quý vị biết là cái tâm thiện mà nó tu thuần thục nó trở thành thường cận y duyên. Mà thường cận y duyên đó là cái duyên để đắc được đạo quả. Mà một người mà không có thường cận y duyên đó thì họ đừng có nói tới đắc đạo quả, nó khó lắm. Bởi đắc đạo quả nó không phải là khó, nhưng mà mình luyện trở thành cái thiện nó trở thành thường cận y duyên nó là khó. Bởi cái thiện đó, thật nhiên đó là lúc nào mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác hết đó, thì mình mới không có sơ sót. Bất luận là ai hỏi cái gì mình cũng biết được mình đã làm như vậy như vậy. Nhưng mà thật sự nó không phải dễ đâu quý vị. Quý vị nào mà hành thử là mình chánh niệm tỉnh giác, nên Đức Phật là cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật này nói 7 năm, có thể 6 năm, 5 năm, 4 nă11 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, cho đến 11 tháng, 10 tháng, cho đến 7 ngày có thể đắc đạo một quả. Nhưng mà thật sự ra mình làm thử coi, mình làm sao, mình làm có thể tới già luôn cũng chưa có hoàn toàn chánh niệm được trong 7 ngày. Nên nói gì mà Đức Phật Ngài là bị đắc đạo quả, Ngài thuyết giảng thật sự là như vậy, nhưng mà mình làm không được vậy. Có lẽ là mình làm cả đời của mình đó, thì mình cũng đã từ sáng tới chiều mình cũng đã thất niệm cả ngàn lần, cả tỷ lần rồi, chứ không phải là chỉ một hai lần. Nên mình còn phóng dật thì mình còn rất là nhiều cái lụy. Bởi mình còn phóng dật lúc bây giờ là còn cái tâm bất thiện. Bởi vì si vô tàm những quý phóng dật đó, đó là bốn cái sở hữu bất thiện biến hành. Và nó hợp trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Như vậy thì lúc nào mà có phóng dật tự nhiên là có tâm bất thiện. Còn lúc nào có chánh niệm thì chúng ta thấy từ thọ, do xúc mà duyên cho thọ, thọ duyên cho định mạng quyền tác ý đó, rồi cái đó nó xuống thọ để duyên xuống tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân định tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Như vậy thì cái chánh niệm nó sẽ liên hệ đến một loạt 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Nên nó chính vì như mới nói rằng bất phóng dật này nó có mặt ở trong cái tâm thiện giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Nếu mình có chánh niệm thì thường là trong tâm thiện dục giới. Và nếu mình tu thiền mình rất là dễ chứng thiền sắc giới. Nếu mình tu thiền vượt qua thiền sắc giới rồi, cái chánh niệm mình tu thiền vô sắc thì rất là dễ chứng. Và lúc bây giờ chứng đắc đạo quả cũng rất là dễ chứng quý vị. Nên Đức Phật ngài nói rằng bất phóng dật đó là một cái pháp mang lại nhiều cái an lạc, mang lại nhiều cái kết quả. Là như vậy đó. Vì cái tâm mà gọi là không phóng dật đó là cái tâm có chánh niệm. Và cái phóng dật đó là cái sở hữu bất thiện biến hành. Như vậy thì rõ ràng nếu mà nói theo chi pháp đó, thì cái sở hữu niệm nó hợp được có nghĩa là 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Có nghĩa là nó hợp cả những cái tâm mà tốt đẹp như vậy. Dù là cái tâm thiện ly trí nó vẫn có niệm trong đó. Chỉ có tâm bất thiện là không có niệm thôi. Thì như vậy rõ ràng á, là chúng ta nói rằng mình lúc nào mình có chánh niệm đó, nó có thể thiếu trí tuệ nhưng mà niệm nó vẫn có, thì mình cũng không có lơ là, mình vẫn có đi đứng nằm ngồi, mình vẫn kiểm soát được. Nhưng mà nhiều khi mình không mà thức, mình không thấy sự sanh diệt, nhưng mà lúc bây giờ nó vẫn có niệm trong đó. Nhưng mà niệm đó mà khi mà cái tuệ nó chín mùi rồi đó, thì cái niệm mà cái tuệ nó sẽ làm việc phá quá na tu tiến theo cái gần như là trải qua các loại tuệ đó, như là phân biệt tuệ, phân biệt danh sắc, yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả hoàng tuệ, dục thoát tuệ,
rồi chuyển tập tuệ, hành xả tuệ, chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Tức nghĩa là nó phải trải qua cái sự mình tu tập chánh niệm như vậy đó, để cái tâm thiện nó thuần thục đó, từ thiện ly trí cho đến thiện hợp trí, và nó có thể từ thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đến thiện đến tâm đạo siêu thế. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng mình có cái sự bất phóng dật là muốn nói đến người đó lúc nào cũng có niệm hết, có niệm hết. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi mà toàn thượng đạo Phật Tân đặt ra thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là hữu niệm. Nếu mà bất phóng dật đó là sở hữu niệm. Sở hữu niệm này, nếu mà nói là sở hữu niệm này nó ở trong cái tâm thiện dục giới hay là tâm thiện ly trí đi, thì nó vẫn có sự chánh niệm, nhưng mà nó thiếu cái tuệ phân biệt thôi, cái tuệ phân biệt danh sắc. Nên lúc bây giờ nó có thể là tâm thiện dục giới ly trí, nhưng mà nếu mà có niệm nữa đó thì nó sẽ là tâm thiện dục giới hợp trí. Và nếu mà nó thuần thục như vậy, nó sẽ làm cho tâm đạo, tâm thiền sắc giới, thì vô sắc giới sanh lên sau cái tâm thiện, vì cái tâm thiện làm việc chuẩn bị cần hành tuần thứ chuyển tâm thiền sanh lên. Thiền sắc và thiền vô sắc nó cũng sanh lên theo cái lộ trình như vậy, và nếu nó thuận nữa thì nó làm cho tâm đạo tâm quả sanh lên. Như vậy thì rõ ràng bất phóng dật là cái pháp mà muốn nói đến cái pháp chánh niệm, còn phóng dật đó là cái sở hữu, phóng dật là sở hữu bất thiện biến hành si vô tạm những quý phóng dật. Như ta đã tìm được cái di pháp rất là rõ ràng rồi, thì chỉ có cái là mình nỗ lực để mình tu tập cho mình thấy được. Nếu mình ở đời người ta làm, ví dụ như người ta làm mía, làm mật hay làm gì đó, người ta có chánh niệm đó thì người ta cũng có cái tâm thiện ly trí, nhưng mà nó cũng mang lại cái kết quả là họ không có bị tai nạn. Nhưng mà mình cho đến mình lái xe đi, nếu mình có niệm đó, mình cũng theo dõi cái hoạt động rõ ràng như vậy, thì nó cũng là tâm thiện, chứ không thể nào tâm bất thiện được, vì lúc bây giờ nó có niệm. Như vậy thì rõ ràng cái tâm thiện ly trí, cái tâm thiện hợp trí đó mình cần phân biệt thêm để mình thấy. Và nếu mà phóng dật là cái sở hữu bất thiện biến hành, còn không phóng dật là phải là sở hữu niệm thôi. Thì trong câu hỏi của Thượng Tọa Tân thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng tôi xin gửi cái mic này để Thượng Tọa đặt câu hỏi, để hỏi Thượng Tọa để quyền còn nghe chị Tân nữa. Dạ, sa thú kính tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng rất nhiều. Bây giờ thì không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy thì tỉnh Thượng Tọa quan nghĩ thảo luận cho cái câu kế tiếp. Và một lần nữa xin hỏi là Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? Quý vị chắc không có thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy ha. À, có tai hả? À, cảm ơn quý vị. Thấy không thấy tách chat gì hết. Dạ. Bà Thượng Tọa Tuệ Quyền đó là ở đây đó thì có cái chữ Appamada mà có cái chỗ dịch là không dễ vui, có chỗ dịch là không phóng dật, thì xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền đó là cái ý nghĩa của không phóng dật với cái ý nghĩa không dễ vui nó có khác nhau như thế nào trong cái đời sống tu tập của mình, hay là nó có cái ý nghĩa gì? Thì thấy có chỗ thì các ngày dịch gọi là không phóng dật, có ngày các ngày dịch là không dễ vui, thì giữa không dễ vui và không phóng dật nó có ý nghĩa khác nhau như thế nào, hay nó giống nhau? Kính trình Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thì chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp, và chúng ta kính lễ đến đại tượng Tổ Pháp Đăng, tượng Tổ Pháp Thân, tượng Minh Hạnh, đại Đức Phật Tính, đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đa hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử.
Ở đây chúng ta thấy cái chữ Appamado, Ketamo Eko Thamo Pahokaro, Appamado cũng sẽ lấy thầm và dân Eko Thamo Pahokaro. Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Bất kinh xuất hay là không dễ vui hay không phóng dật trong các thiện pháp, đó là một pháp có nhiều tác dụng. Và ngược lại, nếu chúng ta phóng dật, chúng ta dễ vui thì là không phải là một pháp không có mang đến tác dụng. Cái việc mà phóng dật chính là tâm. Tâm của chúng ta phóng dật, tâm đây chính là tâm bất thiện. Tâm bất thiện phóng dật thì tâm bất thiện tức là tâm si nguyện nghi, tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật thì tâm si phóng dật có mặt thì sẽ dẫn tới cho sân hành động, và si phóng dật này dẫn tới tham hành động, chính là vô minh dẫn dắt cho tham và sân. Phóng dật đó chính là si đó chính là vô minh. Và vô minh dẫn dắt thì có tham có sân. Chúng tôi nói rõ cho quý vị nghe về cái chi pháp nó như vậy. Còn cái dễ vui, cái dễ vui tức là chúng ta khi mà không có đặt niệm hay không có tam nghiệp của chúng ta, thân khẩu và ý nghiệp của chúng ta, nó sẽ làm các cái việc ác bất thiện pháp. Và ngược lại, nếu như mà không dễ vui thì chúng ta sẽ làm các thiện pháp. Cũng như khi nào phóng dật có mặt thì không có niệm, không có định. Cũng như khi dễ vui có mặt thì là thân ác, khẩu ác và ý ác. Trên hỏi rằng phóng dật và dễ vui có khác nhau hay là không khác nhau? Khi mà chúng ta dễ vui là chúng ta làm các cái việc ác như là thân ác, khẩu ác và ý ác, thì đưa đến kết quả dị thục đau khổ trong tương lai. Còn khi tâm phóng dật thì đó chính là ý chúng ta khởi sanh. Nó đã có một cái khổ đau. Thì bây giờ tam nghiệp tức là thân, khẩu và ý, thì chúng ta thấy cái dễ vui ấy, nó có một cái phần nó khác hơn. Dạ. Yeah. Tamado đúng rồi. Tamado tức là dễ vui thì nó sẽ nặng hơn. Nó sẽ nặng hơn. Và còn phóng dật, tại sao dễ vui nó sẽ nặng hơn? Bởi vì dễ vui thường thường nó sẽ là chúng ta dễ vui nó là thân ác, khẩu ác và ý ác. Khi mà chúng ta dễ vui thì chúng ta làm các cái việc ác. Còn phóng dật thì tâm khởi ác. Nhưng chưa chắc là hành động ác, nói ác. Đành rằng chính cái phóng dật này nó dẫn tới cho sân tâm, dẫn đến cho tham tật kiến ngay mạng, dẫn cho đến sân tật lận hối. Mà khi chúng ta dễ vui rồi đó thì một cái chuyện dễ vui này nó cũng rộng lắm. Khi dễ vui thì chúng ta mới làm các cái việc ác. Thì nó đồng là tâm. Để xin lỗi, đồng là cái trạng thái của nó đưa đến cái việc gây tạo những cái phiền não, gây tạo những cái đau khổ là nhân sanh hữu trong tương lai. Nhưng chúng ta nghe nói cái dễ vui một chút xíu, và chúng ta dễ vui một chút xíu thì ở đó muốn định rằng một là chúng ta nói ác hay là chúng ta đã làm ác. Và phóng dật, thí dụ bây giờ tâm vị ấy không có niệm và định thì phóng dật có mặt ở nơi nào, thời chánh niệm và chánh định sẽ không có mặt ở nơi đó. Cũng như chánh niệm hay chánh định có mặt thì sẽ không có phóng dật. Để cho nên câu chỗ đặc biệt nó quan trọng lắm. Thì bây giờ chúng tôi nhớ, chúng tôi phóng dật, chúng tôi nhớ lại có chuyện gì mà nó khó chịu ở trong quá khứ. Thì đó tâm mới chỉ là tâm khởi sanh lên.
mình câu thúc gì, bực bội khó chịu cái cảnh quá khứ, hay mình nhớ lại những cái món ngon vật lạ ở bất cái cảnh quá khứ, thì lúc chi tâm mới cái ý nó làm việc, thì nó chưa có phối hợp của thân và chưa phối hợp và khẩu vào, thì xem ra thì đúng là tâm phóng dật, nó mất niệm. Nhưng từ cái chỗ này nó đưa đến cái sự dễ dù, từ cái chỗ này cho nên tâm của chúng ta không có sự kiềm chế, và thế là chúng ta mới thân ác, mới khẩu ác đối với người khác, hay đối với những chuyện mà chúng ta tư lự trong tương lai, và thế là chúng ta hành ác. Thì như vậy thì chúng ta thấy nó rất là khác, và nó có giống, tức là cũng là cái cách mà cũng là nhân là duyên để đưa đến cái phiền não, cái đau khổ. Nhưng từ cái phóng dật này mới tới cái sự dễ vui. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Cho nên nó có điểm khác hơn, tức là chính vì tâm mình phóng dật thì nó mới dẫn đến cái sự dễ vui, cho đến thân ác và khẩu ác. Còn nếu như tâm không phóng dật là sẽ không đưa đến cái dễ vui, cái pamado. Còn cái appamado tức là không dễ vui, là tuyệt vời, là tốt đẹp rồi. Cho nên xin xác định rõ ràng là cái chừng dễ vui, pamado và appamado cũng là như vậy. Còn như chúng ta thấy cái chữ mà phóng dật thì út thấy chát, cút chát, thì quả thật thì nó khác cái từ luôn. Như ở đây thì mình Pháp đang đặt, cái từ ngữ thì nó thấy là, hoặc là chúng ta đọc trong kinh Quan Âm, không phóng dật thì trong các cái thiện pháp, hay là không dễ vui trong các dễ vui trong các cái thiện pháp, hay là không dễ vui trong các thiện pháp, thì đó là một pháp có nhiều tác dụng. Thì đúng như vậy, nếu như chúng ta dễ vui rồi, chúng ta không dễ vui thì chúng ta năng làm các công đức như là thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện, và ý suy nghĩ thiện. Cho nên xác định rõ ràng là phóng dật là tiên khởi đưa đến cái sự dễ vui của thân và khẩu. Nếu mà thân lành, khẩu lành thì chắc chắn rằng cái điểm đó là cái điểm phải là chánh niệm, hoặc là chánh định, hay là tâm hướng thiện. Dạ. Thì xin xác định và trả lời cái câu thảo luận của đại đức Pháp Tân là như vậy. Nếu có điều gì cần bất phúc thì kính chúc tình với ngài. Nam mô Phật Thà. Dạ. Dạ, sa tú kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã quan hệ thảo luận cho cái câu số 2. Bây giờ không biết là đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? Dạ, một lần nữa xin hỏi là đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? Dạ, xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? Quý vị có thấy đại đức Pháp Tính có mặt có trên trên không? Dạ, yeah. Cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bây giờ xin hỏi rằng đó là ở trong đây đó thì như là ở trong cái đoạn chi pháp này đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngày dạy rằng là dễ vui ở trong các cái thiện pháp, thì dễ vui trong thiện pháp, cú sa lê tâm mi xuống trong thiện pháp. Thì hỏi đại đức Pháp Tính đó là cái có nghĩa là nếu mình hiểu là mình làm trong tất cả các cái thiện pháp nào cũng vậy, nếu mà có cái chỗ dễ vui, cái chỗ phóng dật này nữa, thì có lẽ là nó không có cái kết quả cao, phải không? Hay hoặc là nó không có kết quả tốt. Thí dụ như bây giờ mình trì giới, hay là mình bố thí, và mình cái tâm của mình nó phóng dật,
hay là mình chểnh mãn ở trong cái dễ vui ở trong cái thiện pháp đó đó, mình không có thấu hiểu hay hoặc là mình không có chuyên chú vào trong cái việc thiện, việc mà mình đang làm đó, thì có lẽ là cái kết quả hay cái quả của nó không có cao, hay là nó không có một cái quả nó đưa đến, quả thiện nó đưa đến với mình. Thì hỏi Đại Đức Pháp Tính là như vậy thì theo Đại Đức Pháp Tính là trong cái đời sống tu tập của mình á, thì mình thấy rằng cái tầm quan trọng của cái việc mà mình không dễ vui đó, bất cứ là như thế nào đi nữa thì nó đều có cái lợi ích. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoàng Nghĩ là chia sẻ về cái suy nghĩ của Đại Đức trong cái việc mà mình thực hành trong các cái thiện pháp hay như thế nào. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Pháp Tâm, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được những điều là rõ. Qua câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Tâm vừa nêu lên, thì nói về cái sự dễ vui appamada, có nghĩa là cái sự xem thường. Vậy thì nếu mà cái sự xem thường này đó mà nó hoặc là dễ vui hoặc là phóng dật, thì nếu mà nó nặng thì coi như là nó sẽ chẳng những nó ngăn cản cái thiện pháp của mình mà nó có rất là nhiều cái tai hại. Thật ra đó, nếu mà chúng ta mà ngồi lại á, mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán xét á, thì quý vị thấy rằng cái pháp này á, nếu mà mình vi phạm á, mà nó nhiều á, mình không khéo á, thì nó sẽ nó thành một cái đống bất thiện. Chúng tôi nói thí dụ tại sao mà thành một cái đống bất thiện. Bây giờ quý vị thấy rằng á, thí dụ như bây giờ chúng ta đổ nước sôi đi, ví dụ giờ chúng ta tráng cái ly, hoặc là chúng ta đổ nước sôi, tráng cái ly bằng nước sôi, chúng ta cứ tạt ra, chúng ta tạt ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta tạt cái nước sôi đó ra ngoài á, thì nó văng vô một cái ổ kiến đi. Thì một cái ổ kiến ở trong đó rồi, thì quý vị biết rồi, trong đó có kiến chúa rồi, kiến cha, kiến mẹ, kiến con gì này kia. Chúng ta làm cái sự chết những cái con kiến đó là đã đành rồi, còn cái sự mà chia cách cái cha mẹ anh em ông cháu gì ở trong đó, thì một lần đó thì nó cũng không đến nổi, một lần đó cũng không đến nổi. Nhưng mà đã nói về cái sự dễ vui thì ngày hôm nay mình làm 2 lần 3 lần, ngày mai mình làm 2 lần 3 lần, rồi cứ như vậy một tuần lễ này, một tháng kia, một năm nọ, và nhiều năm đến cuối đời của mình, thì chúng ta thấy rằng là cái nghiệp đó nó rất là nhiều. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta quán xét lại là chúng ta thấy cộng lại nó rất là nhiều. Thì vậy thì cái nghiệp này nó sẽ làm cho chúng ta nếu mà có sanh lại làm người cũng sẽ là cái người khổ, còn nếu mà nói về mà cái sự ảnh hưởng của nó mà ít đó, thì nó cũng làm cho chúng ta không có được cùng chung hưởng những cái hạnh phúc. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của cái vị du sĩ Xuất Phát Đá, tại sao mà du sĩ Xuất Phát Đá đó, trong cái giờ phút mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, du sĩ Xuất Phát Đá mới có cơ hội để mà gặp Đức Phật, rồi hỏi về điều này điều kia, rồi mới có duyên lành nghe pháp đắc được đạo quả. Tại sao mà ở trong cái thời kỳ vàng son, ở trong cái thời kỳ hưng thạnh, trong cái sơ thờ mà khi mà Đức Phật vừa giác ngộ đó, ngày vừa đem cái giáo pháp này thuyết giảng á, tại sao Xuất Phát Đá không có mặt ở trong thời gian đó quý vị? Là tại vì do cái nghiệp quá khứ nó chi phối. Ở trong những cái kiếp quá khứ đó, tiền thân của Xuất Phát Đá đó
Hãy mỗi lần mà người ta gỡ cái gì đó để đi cúng cho Đức Phật hoặc là chư tăng đồ này kia, Sư Phật Đá cứ nhận để đó, rồi ví dụ như người ta nói là ngày mai gỡ giùm nha, thì để 2 ngày hoặc là để một thời gian, nói chợt nhớ là mới đem đi cúng, đem đi làm thực hiện cái công việc nó dùng. Thành ra đó là quý vị thấy rằng là ở trong đây là tại sao quý vị? Tại vì mình phóng tâm, mình thất niệm quá, mình phóng tâm quá, thành ra mình mới quên đi cái điều này. Thành ra do cái này á, nó làm cái nghiệp ngăn cản. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong kinh á, mới nói rằng là Xú Quách Đá là do bị cái cản trở này, do cái nghiệp này. Mà ở trong cái thời kỳ mà khi mà Đức Phật mà sắp sửa Niết Bàn, Đức Phật sắp sửa Niết Bàn á, thì Xú Quách Đá mới có cơ hội để mà gặp được Đức Phật đó. Vậy thì qua cái những cái mà chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe đó, thì quý vị thấy rằng đó, đối với cái pháp nhìn là dễ vui, hoặc là nếu mà nói một nghĩa mà rất là dễ hiểu, là có nghĩa là mình xem thường á, thì nếu mà nặng á, thì nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào khổ cảnh. Mà nếu mà nhẹ đó, thì chúng ta không có được cùng chung hưởng những cái hạnh phúc. Thí dụ như là những cái thời kỳ mà chư tăng hưng thạnh, hoặc là cái thời kỳ ở trong cái quốc độ đó được phồn thịnh, thì chúng ta lại không có mặt ở trong cái thời gian đó. Mà cái thời kỳ mà thí dụ như là ở trong cái thời kỳ mà quý vị thấy rằng ở Việt Nam có những cái thời kỳ mà ăn uống nó thiếu thốn đồ này kia đó, nó cũng như bây giờ quý vị thấy rằng chúng ta, nếu mà chúng ta so về cái vật chất, chúng ta so về vật chất, thì ngày xưa tại sao mà chúng ta sanh ra ở trong cái thời kỳ mà toàn là đạp xe đạp, mà chẳng những mà đừng có nói là có xe đạp mà đồ Nhật để mà đạp nha, xe đạp thồ không, chứ cũng không được xe đạp Nhật nữa đó. Còn tại sao thời nay những cái đứa trẻ vẫn bằng cái tuổi mình như ngày xưa, như những cái 30-40 năm về trước, thì bây giờ thì được đi những cái chiếc xe chẳng những đẹp mà nhẹ nhàng nữa, thì tại sao mà chúng ta sanh ra ở trong cái thời gian đó, những cái đứa nhỏ sanh ra ở trong cái thời gian này, nó có được cái vật chất để mà phụng sự đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nó đều do cái nghiệp nó chi phối. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà cái sự mà dễ vui xem thường thiện pháp mà nó ít coi như là cái nghiệp mà nó nhẹ nhẹ đó, thì chúng ta không có được cùng chung hưởng cái hạnh phúc, trong khi mọi người đều có cái phước lành để mà hưởng cái hạnh phúc đó. Cũng giống như là cái trường hợp Xú Quách Đá, trong cái thời gian mà Đức Phật sắp sửa Niết Bàn, Xú Quách Đá mới là coi như là ở đâu mà dọn đồ dọn đạc đi đến tìm Đức Phật để mà hỏi đạo đó. Còn cho nên chúng ta phải khéo trong những thiện pháp, chúng ta coi thiện pháp giống như là vàng vậy đó. Có nghĩa là một phân vàng không bao giờ mà chúng ta thấy rớt ở đó mà chúng ta không lụng. Tại vì cái đồ đó, đồ quý, cái đồ quý là chúng ta thấy rớt là chúng ta lụng mà. Đó, thành ra chúng ta coi cái thiện pháp là nó giống như vàng vậy đó. Thì dù phân hai phân là mình cũng nhặt đến, thì thiện pháp, dù cho thiện pháp là nhỏ hay là nhiều hay là ít gì đó, chúng ta cũng phải cố gắng để mà thực hiện, chứ không có xem thường. Còn đối với ác pháp thì chúng ta coi nó giống như là những cái chất độc, những cái chất độc thì dù nó có tí xíu thôi, chúng ta cũng không thèm đụng vô chi. 2-3 giọt axit thì nó cũng không có làm cho chúng ta chết, nhưng mà chúng ta nhìn nó thì chúng ta cũng không có lấy tay mà chúng ta sờ vô để làm gì. Đó, thì đối với bất thiện pháp thì chúng ta coi như là những cái chất độc như vậy đó. Thì nhờ như vậy mà chúng ta không có xem thường, mà nhờ như vậy chúng ta không có dễ vui. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Pháp Tăng đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, xà thú kính tri ân đại đức Phước Tính rất nhiều. Giờ đây thì không biết là đại đức Như Thông có mặt trước máy không ạ? À?
Thì Đức Nguyên Thông còn có mặt trước máy không? Dạ, cảm ơn Đại Đức Nguyên Thông. Xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông là để cho cái đời sống tu tập của mình nó tốt á, thì thật sự ra thì mình trong cái việc mà mình không dễ vui đó, nó có cái yếu tố của cái việc mà mình khéo suy nghĩ mỗi ngày không? Yeah. Tức là trong những khoảng khắc ngắn nhất á, mình luôn luôn có một cái suy nghĩ cho tốt, tức là khéo tác ý đó. Thì như vậy á, thì nó làm cho cái cuộc sống mình tập nó tinh tấn hơn, như hoặc là mình không có bỏ sót với cái thời. Thì theo Đại Đức Nguyên Thông là mình nên có một cái khéo tác ý trong khoảng khắc nào, trong bất cứ nào đi nữa, mình có khéo thì có lẽ là cái sự không dễ vui của mình nó mới có sanh khởi liên tục, có cái sự tinh tấn, hay là mình không có chịu chểnh mãn, hay là mình không có sự phóng tâm của mình. Như vậy thì Thanh Tông thì có cái suy nghĩ như thế nào về cái việc mà mình bỏ cái sự tinh tấn hay không dễ vui đó? Kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa sư phụ, với câu hỏi của sư phụ thì con chợt nghĩ đến là mọi việc đều do cái nghiệp quả của chúng ta. Nếu mà kiếp trước chúng ta đã có tu hành và nhờ vậy kiếp này chúng ta có duyên đi đến cái lớp Phật Pháp Buddha Tham Má của Theravada Buddhism, và nếu mà chúng ta có cái duyên cái kiếp trước để vào cái kiếp này được nghe sư phụ giảng dạy, thì có nghĩ rằng những người mà đã nhờ cái kiếp trước mà đã có tu hành cho đến kiếp này trở lại và được vào cái rung Phật Pháp Buddha Tham Má này và hiểu được cái giáo pháp, thì cái người hành giả đã thấy rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nó quý vô cùng, nó là đời sống, nó là cái hạnh phúc của chúng ta. Bởi vì vậy người đó có nổi lên cách là phải siêng năng vào room tu học. Chẳng những vậy, người đó còn phải hành thiền Samatha, thành thiền Samatha để là tập trung cái tư tưởng chúng ta vào một cái kasina. Mà ở đây Đức Phật thường thường giảng dạy là cái hơi thở vào thở ra. Nếu người hành giả đó đã quen làm được như vậy, thì người hành giả đó luôn luôn nhớ nghĩ đến hơi thở vào, hơi thở ra. Và vì vậy người hành giả đó sẽ có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác để thường thường Đức Phật giảng dạy là phải là nghĩ đến niệm, niệm chữ nho nói chữ niệm là ở trên là chữ kim, là hiện tại ngay bây giờ giờ đây, và ở dưới là chữ tâm là cái sự hiểu biết. Vì vậy cho nên cái người hành giả mà có cái chánh niệm thì luôn luôn nghĩ đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Cho nên Đức Phật giảng dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thí. Thì khi mà người hành giả nó có những cái sự quân tập và thực hành như vậy, thì cái câu hỏi của sư phụ thì nó đúng vào cái trường hợp này, là cái người hành giả đó là không có Pamada, nhưng mà là Appamada, là cái người đó có cái sự chánh niệm. Mà khi chánh niệm thì cái cuộc tu hành của chúng ta ở đời này nó được an lạc, và cái quả vị thục là ở đời sau thì cũng sẽ được an lạc. Còn nếu mà chúng ta có tu hành để chứng được những cái tầng thiền thì có thể là sanh lên cõi Phạm Thiên hay là cõi Chư Thiên. Và nếu mà học đến tu hành qua cái Vipassana, ta là thiền không phải là thiền định mà gọi là thiền, không phải thiền định, thiền gì hả? Thì Vipassana tức là thiền thiền quán đó, thì người hành giả đó sẽ có cơ hội là chứng những tầng sơ nhị tam tứ quả. Kính thưa sư phụ, và nếu được chứng được sơ nhị tam tứ quả đó, thì cái người hành giả đó sẽ trở thành một bậc là hữu học hoặc là vô học, thì sẽ trước sau cũng sẽ chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi trần gian này. Và đó là những cái câu hỏi
sâu của sư phụ để đã đặt cho con. Vì vậy cho nên khéo tác ý trong kiếp này lúc nào cũng là chánh niệm tỉnh giác để mà tu hành. Tu hành cái điều quan trọng nhất là điều tâm. Điều tâm tức là điều phục cái tâm mà mình đã bị ô nhiễm đó. Thì trong kinh Đức Phật có giảng dạy là tánh tứ chánh cần là thận cần, tức là những cái ác bất thiện pháp thì không cho nó sanh khởi là thận cần. Rồi trừ cần tức là ác bất thiện pháp đã sanh khởi rồi thì hãy cố gắng tiêu diệt những ác bất thiện pháp đó. Và tu cần nếu là thiện pháp chưa có, thiện pháp tức là gì, là phóng sanh, thiện pháp là gì, thiện pháp là đặt bát, thực pháp là lễ lại chư Phật, thiện pháp là tu hành, thiện pháp là ngồi thiền. Mà nếu mà chưa có thì phải là tu, tu cần tức là phải tạo những cái thiện pháp. Và sau cùng là bảo cần tức là phải tiếp tục những cái thiện pháp mà đã có. Và cái kết quả là sẽ được chứng đắc tất cả những cái tầng thiền và những tầng thánh mà do cái năng lực của chúng ta kiếp này đã bỏ vào đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những cái lý giải của con về câu hỏi số 4 mà sư phụ đã giảng dạy. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ tóm tắt và giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ pháp thân trở lại mai. Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Nguyên Thông. Qua cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy pháp mà không dễ vui hay là không phóng dật thật sự là nó có lợi ích rất nhiều cho cái đời sống tu tập của chúng ta, hay là bất cứ trong một cái đời sống bình thường của mỗi người. Thật sự ra thì để mà chúng ta làm có một cái kết quả gì tốt ở trong cái thiện pháp thì phải nói nhờ cái pháp mà không có phóng dật hay là không có dễ vui ở đây. Thì rõ ràng là rải rác đây đó, chúng ta gặp nhiều cái sự lợi lạc do cái việc mà mình không có phóng dật hay là không có dễ vui. Thì giờ đây thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính đảnh lễ chư Tôn Đức kính chào biệt quý ngài và quý vị. Chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc. Và xin mời cô có MC có trách nhiệm hôm nay đó, nên là mở kinh một tri ân cho Tôn Đức. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt để chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Chúng bước trên hành trình tu an lạc trong đời sống, đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc